it's a very, very proud moment, yeah, to see students that we train in the classroom transitioning to the airline cockpit, which is what they want to do. Yeah, so as instructor, we are very, very proud. Yeah, the journey to that cockpit, yeah, that left hand, that right hand seat, yeah, it's going to be long and difficult. Okay, and then start asking yourself, okay, how do I develop it? Okay, come speak to me if you have to. Yeah, we are here to help. Dịch Covid ảnh hưởng rất là lớn đối với ngành hàng không, cho nên là trong lúc mà mình suy nghĩ là mình có nên tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình không, tại vì không biết là tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà cuối cùng mình vẫn quyết định là mình sẽ tiếp tục học, tiếp tục chọn và đi theo ước mơ, đi theo đam mê của mình, bởi vì mình nghĩ thì cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thì hàng không rõ ràng bây giờ ngành hàng không đã sống trở lại. Trường Bay Việt là một trong những trường đầu tiên và rất là uy tín tại Việt Nam để đào tạo phi công, nên là đó là lý do tại sao mà mình chọn trường Bay Việt để tham gia, để học, để trở thành phi công. Những bạn muốn đăng ký khóa ATP tiếp theo tại Bay Việt thì thứ nhất là các bạn nên có được một mục tiêu rõ ràng, tại sao mình lại muốn tham gia khóa học này và tại sao mình lại muốn trở thành phi công. Hãy cố gắng cho dồi kiến thức tiếng Anh, tại vì trong cá nhân mình, theo trải nghiệm của mình thì ngoại trừ những câu hỏi về phần chuyên môn thì cái kỹ năng tiếng Anh của bạn sẽ là cái được đánh giá nhiều nhất qua quá trình phỏng vấn. Thứ hai nữa là hãy tự tin lên, nếu mà mình có ước mơ, mình có đam mê thì cứ cháy hết mình với nó, cứ làm hết mình để đạt được ước mơ của mình. Again, congratulations on taking the first step towards achieving your dream and your goal. Yeah, like I said, it will be tough. You will fall along the way. Okay, so good luck, have fun, yeah, and enjoy your time with us in Playview.